Vâng, chúng ta đã được xem những cái hình ảnh từ trên cao một cái không gian của vườn hoa giấy của nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương. Bây giờ đoàn chúng ta cùng nhau đi ra thăm một cái cận cảnh những cái tác phẩm hoa giấy mà nổi danh với thương hiệu nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương. Và rất là choáng ngợp, thực sự là ngỡ ngàng luôn. Thời điểm bây giờ là 11 giờ trưa cho nên là ánh nắng rất căng và hôm nay nhiệt độ cũng khá cao. Chúng tôi di chuyển từ Ba Vì vào đây đã là 10 rưỡi rồi. Nhưng mà với cái ánh sáng rực rỡ như thế này, cái ánh nắng rất là nóng, nhưng mà đến để thưởng thức được cái nét đẹp của những cái tác phẩm hoa giấy để đời như thế này, phải nói là rất ít khi chúng tôi được ngắm những cái tác phẩm hoa giấy với những hình ảnh rất đẹp. Quả là thương hiệu nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương mà anh em yêu cây, yêu hoa giấy trên cả nước tặng cho một cái thương hiệu như vậy, quá là xứng đáng luôn các bác ạ. Và chúng ta tiếp tục không gian lớn rộng như thế này thì cần phải có một cái thời gian nhất định để đi hết được. Khi các bác mà anh em chúng ta đến thăm cái không gian hoa giấy của chị Hoài Thương thì chúng ta sẽ bố trí một cách là hợp lý về thời gian. Bởi vì một không gian với cái số lượng cây hoa giấy mà tôi không dám khẳng định trên cả nước đâu, nhưng mà trong các cái khu vực mà Bắc miền Trung và miền Bắc thì chưa có thương hiệu hoa giấy nào hơn ở cái vị trí nhà vườn chị Hoài Thương như thế này. Tôi đưa cái quang cảnh chung cận cảnh sau khi chúng ta đã được ngắm vườn hoa giấy ở trên cao thì đây là một cái hình ảnh mà sinh động nhất, gần gũi nhất mà cảm thấy là hấp dẫn nhất. Khi tôi về Yên Mô làm chương trình những cái về cây cảnh nghệ thuật thì có một số bạn bình luận ở trong YouTuber kênh Hương Sắc Độ Sinh có hỏi là bác về Yên Mô mà sao chưa thấy bác đăng cái cuốn video nào về nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương. Tôi thực sự là phải nhận khuyết điểm, bởi vì lần trước là tôi đang làm chương trình ở Yên Mô thì phải có cú điện thoại, gia đình có việc gấp, tôi phải quay ra Hà Nội. Và hôm nay tôi trở lại đáp ứng mong mỏi của anh em, chúng ta đến với nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương để được đắm mình trong một cái không gian rực rỡ sắc màu hoa giấy, và đặc biệt có những cây hoa giấy mà tí tôi sẽ chia sẻ cận cảnh. Tôi chưa gặp cây hoa giấy nào ở cái mức độ mà nó đẹp như vậy, đẹp trọn vẹn từ bệ, thân cho đến bông tàn phía trên, đến màu sắc hoa rất là tươi, rất đẹp luôn. Bây giờ chúng ta cùng nhau giao lưu và chia sẻ với bà chủ vườn hoa giấy, đó là chị Nguyễn Thị Hoài Thương mà được gắn cái thương hiệu là nữ hoàng hoa giấy. Vâng, xin chào chị Hoài Thương nhé. Vâng, em chào anh Đỗ Sinh, chào cộng đồng mạng. Vâng, qua cái tìm hiểu về cái thương hiệu hoa giấy Hoài Thương mà được anh em phong tặng là nữ hoàng hoa giấy thì hôm nay tôi đã có mặt ở đây. Qua cái ý kiến chia sẻ của chị có thể tâm sự những cái điều mà bắt nguồn từ đâu và duyên cơ nào mà đưa chị đến với những cây hoa giấy đẳng cấp như thế này? Vâng ạ, thì đầu tiên bắt nguồn là từ em yêu hoa. Em làm cái nghề spa thì em rất yêu hoa, thì em có chơi độ mấy chục cái cây bonsai thì em chăm sóc xong em thấy là rất dễ mà rất đơn giản, chỉ cần tưới thôi mà hoa ra rất là nhiều, mà ra quanh năm. Vâng. Có thể là hết hoa xong em lại cắt bấm đi, xong là hoa nó lại cứ ra liên tục, có nghĩa là nó lúc nào cũng có hoa. Vậy là em mới nảy ra cái suy nghĩ là em sẽ phải đi truy lùng những cái cây khủng long này về để em chơi cho nó đúng cái niềm đam mê của em. Thế nhưng mà từ là chơi đam mê nhưng xong lại được các anh đại gia rồi các người bạn lại tự nhiên lại đến hỏi em để mua, thì là rồi em lại nảy ra cái ý định là
em phải đi lùng và đi tìm về cho bằng cái hết. Trước hết là cái thỏa niềm đam mê, sau nữa là để phục vụ những ai mà cũng chung cái sở trường của em thì em cũng lại giao lưu. Và thực tại mà trên cái vườn này bây giờ là em đã bán mất cỡ lớn nhỏ là trong 8 năm nay em bán tầm cỡ 100 cây rồi. Vâng. Nhưng mà năm kia thì em có bán cho một anh đại gia của đất Ninh Bình này là được 30 cây cổ thụ. Đấy, có những tuyệt cây quá, gần 1 tỷ. Vâng. Vâng. Thì là bây giờ là em cũng đặt tiền của những thợ đi săn cho em, rồi là bản thân nhà em cũng đi tìm tòi thì em mang các tỉnh về, hiện bây giờ là hết rồi. Và nói chung còn lại cái số này coi như là nếu có ai giao lưu mua là cũng hết. Có nghĩa là những cái cây cổ thụ nào nó phải có 5 tháng. Và cũng không thể nào một chốc mà lại nên được những cái cây này, đa số nói trông thì vậy thôi, có cây 80 năm đấy anh ạ. Có... À, thế thì chị đến với cây hoa giấy này được bao nhiêu năm tất cả? Từ cái lúc mà chị trong đầu chị yêu hoa giấy và một cây hoa giấy đầu tiên trong vườn chị. Là 8 năm. 8 năm nay ạ? Vâng ạ. Vâng. À, chúng ta nhìn thấy cái cơ ngơi, một cái khu vườn rộng lớn mà số lượng hoa giấy nhiều như thế này, nhiều cây cổ thụ như này mà chỉ có 8 năm trời thôi. Vâng. Thì chứng tỏ trong 8 năm vừa rồi thì ngoài chị ra thì có ai hỗ trợ ví dụ như là về kỹ thuật làm cây hoặc là đi khai thác hoặc các thứ, nhưng có ai luôn ở bên cạnh chị để lo cái việc này với nếu chị? Nếu mà để người đồng hành thì có con trai em. Vâng. Là con trai cả em là cháu Minh. Vâng, anh Minh. Cháu nó đang ở cái mảng spa làm đẹp, mà làm chủ một cái tiệm spa tại nhà em. Nhưng mà khi đầu tiên em cứ đi em đánh, rồi em bắt taxi em đi, em mấy chục cây, 100 cây em đi em đánh thì cháu nó đi theo. Nó đi theo nhưng mà về sau là nó cũng lại đam mê. Vâng. Vậy là nó bắt tay vào cùng với mẹ, là rồi là mẹ với con kết hợp cũng cùng chung một niềm đam mê, là em lại quay ra em mua đất, rồi em bày nhờ, xong rồi em mua đất, xong rồi tuyệt vời quá nhỉ, đồng hành với hai mẹ con đồng hành, tức là ngoài em ra nhưng mà có con trai em, con trai cả em là người đồng hành cùng với mẹ. Vâng. Hôm nay em hỗ trợ mẹ, rồi là cái này nó rất vất vả anh ạ. Rồi. Phải cẩu, rồi phải bấm tỉa, rồi phải đi tận khi hàng trăm cây là mình đi ô tô đến nơi, là cũng có con em với thuê 3-4 người thợ đi cùng để đi hỗ trợ. Tức là ngoài em ra phải có con em hỗ trợ là cánh tay đắc lực. Vâng. Và thì mới được có cái vườn hoa giấy ngày hôm nay, là rất vất vả anh ạ. Nó không phải như cây xanh mà bỏ 2-3 người khênh bằng tay được. Đa số là phải đánh bằng cẩu, rồi là có khi có những cây phải trèo lên cây dây điện cao thế, mình cắt cụt nó đi. Có những cây là lấy cái thân thôi, còn cây tàn là không lấy được. Khủng khiếp quá. Vâng. Qua ý kiến chia sẻ của chị Hoài Thương, nữ hoàng hoa giấy, địa chỉ ở đây là ngã ba Thanh Sơn, xã Mai Sơn, đầu đường rẽ vào huyện Yên Mô, thành phố Linh Bình. Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Như vậy là chúng ta đường đi đến với vườn hoa giấy của chị cũng rất là tiện lợi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Em dắt đường quốc lộ 1A. Vâng, đứng cạnh chị đây là anh Vinh Bình. Đây là có ông bạn. Vâng. Ông bạn cũng là người rất đam mê cây, nhưng ông bạn thì lại mà cái mảng chuyên cây xanh và các cây ruối, cây bóng mát, cây sung. Đấy, hoặc là các cái loại cây mà là của đàn ông là đam mê. Vâng. Em thì em là bên phái làm đẹp thì em lại yêu về hoa, hoa mẫu đơn, hoa giấy. Ngọc Anh, đặc biệt là hoa giấy. Những loài hoa nào mà có hoa là em rất yêu. Đấy, vâng. Khác với cả... Bây giờ Đỗ Sinh sẽ làm cái nhiệm vụ chính là đăng tải những cái tác phẩm hoa giấy trong cái top 1 ở cuốn video này. Cuốn sau tôi sẽ đăng tải những cây hoa giấy tầm nhỏ và những cây còn đang ở dưới đất chưa đưa lên chậu, để phục vụ anh em chúng ta ở mọi cái không gian, ví dụ như là biệt thự, biệt phủ, đấy, lâu đài. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta cận cảnh một tác phẩm hoa giấy mà khi đứng ngắm xa này thực sự là hết sức là ngỡ ngàng và quá là phê luôn đấy các bác ạ. Tán rộng, cây này nếu mà nói ra tán thì nó rộng khoảng bao nhiêu em ơi? Chiều dài tán? Chiều dài của tán là khoảng 15 mét. 15 mét. Vâng. Bây giờ chúng ta đi đến cái bệ gốc này. Với cái tuổi đời của hoa giấy này, những cái cây này là cực kỳ là cao tuổi rồi. Khi em đánh được cái 85 năm. Vâng. 85. Tức là khi em đưa về đây chủ cũ đến, người ta nói là đã là cái bà già đấy hơn 80 tuổi, bà bảo cái cây này trên 80 năm. Vâng, trên 80 năm. Vâng. Đánh cách đây 700 cây số mang về. Thuê mất 15 triệu tiền xe Ford. Đẹp quá nhỉ. Đẹp
vành của nó là 180. Vành thân. Vành thân. Ở cái vị trí này. Vâng, cái khoảng gốc này 180. Đúng rồi, 180, bởi vì tôi thấy đường kính này cũng tầm khoảng 60 mà. Và 5 đến 6, 55 60. Thế chúng ta chạy xung quanh xem nhé. À, cái khung khung bằng tuyếp này. À, hoàn toàn đã để thứ nhất là đỡ cây hoa giấy cho an toàn. Thứ hai là để tạo lên một cái sự vững chắc nếu có phải di chuyển hoặc là gió bão. Đấy, bây giờ nếu mà không có cái khung này thì một cây hoa giấy trơ trọi thì cái tán của nó không thể bay và nó phẳng phần trên theo cái khung này nó mới đẹp như này. Giấy này là giấy mấy màu em ơi? Giấy hai màu, giấy nguyên giấy bản. Hai màu. Nguyên bản không không ghép, không ghép, không có một cái tác động gì không để lai tạo đúng không? Đánh của người ta như thế nào, của gia đình người ta như nào về mình để nguyên bản. Vâng. Và chúng ta có thể liên hệ với nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương qua hai số điện thoại này. Cái số nào là số của em là số 3636 đúng không? Số của em là nữ hoàng hoa giấy là 08. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, anh soi đây rồi. Còn số bên dưới là của con trai cả. Được rồi. Nại Quang Minh. Được rồi, đấy anh em chúng ta có thể liên hệ qua số này nhé. Trong hai số điện thoại. Đẹp quá. Phải nói là khủng khiếp ấy. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh lại đưa ống kính đến một cây hoa giấy rất đặc biệt, đó là một cây màu trắng. Mà đây là trắng thuần khiết nhá. Không có pha tạp gì hết đấy. Đẹp không? Vâng, những cây hoa giấy đều được chủ vườn treo biển và có mã số. Ví dụ như cây này là mã số 50 và đây là số điện thoại để chúng ta giao dịch. Và cây này thì phần dưới gốc nó ụ lên đẹp quá. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu tiếp với anh em chúng ta là anh có thể dùng từ là đồng hành cùng với nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương. Đó là người con trai của chị Hoài Thương. Anh còn đam mê đến mức độ mà những cái ngày làm việc của anh trong vườn hoa giấy, nhiều người đến tham quan và phải ngỡ ngàng. Anh tạo dáng những cây hoa giấy rất đẹp và đặc biệt nhất là cái phương cách chăm sóc để tạo lên một cái vườn hoa giấy đẳng cấp top 1 của khu vực Bắc miền Trung và phía Bắc. Đấy. Thế thì anh tham gia cái công việc này thì từ cái lúc mà mẹ anh mua cây đầu tiên nhất để tạo nên cái vườn lớn như thế này thì anh thấy nó có những cái khó khăn gì trước mắt không? Cái lúc sơ khai ấy. Cái lúc sơ khai là cái khó khăn trước mắt là cái ngày đấy là thực ra là một cái cây hoa giấy nếu mà để mà không có cái quan trọng là phải giữ cho cái cây nó cố định. Vâng. Đấy, vì cái cây hoa giấy này là nó là thân leo. Thế là bắt đầu là khi một thời gian mà nhà cháu chơi xong là bị gió nó đổ nó gãy cây thì bắt đầu là cháu với mẹ cháu mới nghĩ ra cái trò hàn cây này, hàn cái cây hoa giấy này để lên chậu và sắt. Lên chậu sắt để cho nó cố định, mình thích di chuyển đâu thì di chuyển được. Chứ không thể chống que nhìn cái cây nó rất xấu. Thế là sau một thời gian là ngấm vào là đam mê là cháu với mẹ cháu với cháu là mới tạo được cái vườn cây này. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nhà cháu nó rất lắm nghề, thế thành ra là cái tiếp xúc với những cái người ở quê là
vì nhà cháu đổ men 9 tỉnh miền Bắc này, nên thành ra là đi đâu cũng để ý đến hoa giấy. Thế là, có cây nào đẹp là biết là mua. Đúng rồi, có cây nào đẹp là mua. Thế là vâng. Tự dưng là cứ cuốn vào cái cuộc chơi vậy là nó mới thành một cái vườn như này bác ạ. Vâng. À, như vậy là anh bây giờ anh có thể nhớ được là vườn mình có khoảng bao nhiêu cây hoa giấy không? Vườn nhà cháu nếu mà những cái cây to như này thì nó rơi vào khoảng 100 tác phẩm. 100 tác phẩm mà lên chậu lên khung đẹp như này vậy. Thế còn những cây mà chậu nhỏ rồi dưới đất thì làm sao nhớ được hết nhỉ? Không thể nhớ được. Bởi vì tôi thấy không gian nhà anh rộng đi mọi chân mà. Và tuyệt vời quá. À, cho nên là cái câu chuyện mà khi tôi làm chương trình ở Hải Phòng có hai anh có nói là chỉ vào hoa giấy của nhà các anh ở ngoài cổng ra vào á. Có nói là Đỗ Sinh có biết không? Những cái khung cây hoa giấy như thế này là người đầu tiên làm lên cái khung á là một chị ở Yên Mô Ninh Bình. Đấy, tôi có hỏi là thế các anh có cái sáng tạo gì hơn khi người ta hàn cái khung này rồi thì các anh có sáng tạo gì hơn, thì các anh nói là không có sáng tạo gì hơn, chỉ đến thế này là hết cỡ. Cho nên hôm nay tôi vào đây tôi thăm, tôi nói là đúng là anh em có nhận xét là cái chuyện hàn khung hoa giấy là xuất phát từ đây các bác ạ, xuất phát từ cái nữ hoàng hoa giấy Hoài Thương này. Đấy. Để dùng những cây hoa giấy mà khi người ta khai thác về chủ cũ cần trồng nó leo lên tận tầng 3, tầng 4 cơ. Thế thì vậy thì bây giờ đưa về đây đặt trên chậu thì làm sao để giữ được. Thế là từ đó bắt đầu có cái hàn khung như vậy. Mà bây giờ trên khắp đất nước chúng ta đi đến đâu cũng gặp những cây hoa giấy được hàn khung bảo vệ. Cái độ bền của cây được duy trì lên rất nhiều qua những cái vụ, những cái mùa mưa bão này. Công tác vận chuyển. Và bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây hoa giấy rất là cổ thụ này. Con này thì vành của nó là cũng phải hơn 100, 150. Vành của nó 150. Tổng vành đây cũng phải 150, 160 đấy. Mà nó nạc thân. Nạc thân cũng không bị cũng gần 100 năm đấy, cũng vâng. Cục. Đánh nhà người ta thì mất cái mọt gì hết. Đấy. Con này là nó vậy. Lung cục. Lung cục. Đúng rồi, con này nó đang nổi lu lên rồi, đang nó nổi. Cũng có tuổi rồi. Có tuổi rồi, gần 100 năm mà đánh vào nhà đấy, nó ông bà ấy cứ quạt là có gần 100 năm. Đúng rồi, đây nó được cái bụng đằng trước. Cái bụng lưng. À, cái cổ của nó nhìn rất là... Nói chung là nó cũng quái đấy. Nói chung là cũng to này, cái chỗ này vành. Chỗ này. Đẹp quá nhỉ. Để lu cục chỗ này vành. Từ một cây hoa giấy mà gần như, cứ tưởng chừng như là một cây dây leo. Thế mà bây giờ một cây hoa giấy có cái thân như là cây đa, cây đề, cây bổ cổ thụ như thế này. Bao nhiêu năm trời để nó to được như thế này. Đẹp quá. Cho nên là khẳng định của chủ cũ có nói là trên dưới 80 năm quá là xứng đáng. Bà ấy về làm dâu năm nay bà 90 tuổi nó đã vâng. Có cái cây này. 90 tuổi mà đã thấy có cái cây rồi. Nhưng mà cái tuổi làm dâu chắc phải tầm khoảng độ cho là 17, 18 tuổi đi. Đấy, thế thì xít xoát phải 100 năm thật. Vâng. Rực rỡ quá các bác ạ. Một 100 gốc hoa giấy như thế này. Đây là áng chừng rồi. Theo tôi nhận định nếu mà những cây trên chậu mà có khung đẹp như thế này thì còn phải hơn đấy. Cuốn video sau Đỗ Sinh sẽ giới thiệu những cây còn ở dưới đất và tầm nhỏ hơn để anh em chúng ta có thể tùy thuộc về không gian. Nếu mà rộng lớn và lượng tài chính ca nhiều thì chúng ta có thể chơi những cây mà đẳng cấp như thế này. Không thì chúng ta có những cây mà cũng rất đẹp nhưng mà đang ở dưới đất thì cơ sở sẵn sàng đánh lên và vận chuyển đưa đến nơi mà khách hàng yêu cầu. Vâng. Tức là cây này có khách hỏi mua nhưng không bán và muốn để lại chơi. Lý do gì mà chị lại muốn là đi cũng mua rất nhiều cây nhưng không có cái cây nào mà nó lại kỳ quái như một cái cây xanh ấy. À. Và nó đây này, anh quay cả hai mặt. Trông nó rất quái, nó y như một cái cây xanh ấy. Thì thôi mình đam mê mình cũng phải giữ lại
cho mình một cái vài tác phẩm để đời đấy. Ừ. Thôi là ví dụ sau có kết thúc cái những cái dàn cây này mà cho đại gia nào thì mình cũng phải giữ lại một vài cái tác phẩm để mình sống chung với cái niềm đam mê đấy anh. Vâng. Cái chỗ này nó hay quá. Rất đẹp luôn. Lạc choay. Không có khuyết tật. Không có khuyết tật gì. Xuống dưới này nó có cái độ nhăn chùn sụn đây. Đấy. Cũng mọc lưu cục, cây này cũng 65 năm. Vâng. Mọc lưu đấy anh này. Mọc lưu một cục hết này. Đẹp quá. Mà nó gốc bồ. Gốc bồ ngọn chỉ. Trên kia cũng vạ cành tàn rất đẹp luôn. Ừ. Và chúng ta lại di chuyển đến một cái gốc này, mình thấy nó có cái bệ rất là cổ thụ. Hai hướng. Những công ty nào mà rộng khoảng chừng mặt tiền độ 50 mét thì con này nó bay ra là 20 mét. Cây này này có cái đặc biệt nhá, khi lên khỏi mặt chậu này nó lượn thân một tí xong nó quay trở lại tim chậu. Sau đó chia thành hai nhánh này. Một nhánh bên tay phải bay ra rất xa này. Và nhánh bên tay trái cũng vậy. Đấy, cho nên là nếu mà ở trước cổng của một cái công ty lớn thì phải nói là không có gì đẹp hơn. Đẹp quá. Đấy. Và trước khi kết thúc cuốn video thứ nhất giới thiệu về Nữ Hoàng Hoa Giấy Hoài Thương ở Yên Mô, Ninh Bình. Bây giờ tôi gửi đến hình ảnh của một cây hoa giấy hai màu, thân hoành bay rang hai bên, chia rất đều nhau, gốc và thân cây ở giữa, với cái độ sải tán là cả hai bên là 20 mét từ đầu nọ đến đầu kia. Thế mới tuyệt vời. Và với cái độ tuổi cũng tầm khoảng 80 năm, chúng ta cảm nhận cái một cây hoa giấy mà thực sự được xếp hạng vào những cây hoa giấy cổ thụ. Công lao của Nữ Hoàng Hoa Giấy Hoài Thương trong ngần ấy năm trời sưu tập. Mà đây còn bán vãn đi rồi đấy nha các bác nhé. Tức là bán 100 cây lớn nhỏ rồi. Và đấy. Chứ không thì một cái cơ sở hoa giấy đẳng cấp như thế này mà cứ giữ mãi thì làm sao mà phải bán chứ. Bán để xong đi đâu gặp những cây đẹp lại đưa về chứ. Đẹp thế chứ. Có những cây em còn phải đi lại 3 năm trời, người ta mới bán. 3 năm trời mới mua được. Ừ. Và người ta phải xây nhà thì người ta mới đập cái cửa đằng trước thì người ta mới bán. Người ta chưa xây nhà mà. Thường thường người ta để ở trên gác cổng ở ngoài cổng ấy. Vâng. Thì không, người ta không bán. Rồi, với cái hình ảnh Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video số 1. Bây giờ di chuyển đến cái khu vực mà những cây ở dưới đất chưa bứng lên chậu, hoặc là kể cả những cây rất lớn và những cây tầm nhỏ, để chúng ta có thể áp dụng cho mọi không gian. Ví dụ như là hẹp hơn một chút chúng ta chơi được. Mời các bạn đón nhận ở những cuốn video sau. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.